Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay Chủ nhật ngày 10 tháng 12 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thúc đẩy quyền trẻ em gái để thay đổi và phát triển, trẻ em gái sẵn sàng cho tương lai là chủ đề diễn đàn dành cho trẻ em gái lứa tuổi 15 lần đầu tiên được Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức. Tuyến đường chỉ dài hơn 500m nhưng triển khai gần 3 năm vẫn chưa hoàn thành. Câu chuyện diễn ra tại phường Hương Hồ, thành phố Huế. Hơn 10 năm hình thành và đi vào hoạt động, nhưng đến nay, Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung chưa có một địa điểm và không gian trưng bày giới thiệu mẫu vật đúng nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy quyền trẻ em gái để thay đổi và phát triển, trẻ em gái sẵn sàng cho tương lai là chủ đề diễn đàn dành cho trẻ em gái lứa tuổi 15 lần đầu tiên được Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức. Dự diễn đàn có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hải Vân cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chung của diễn đàn lắng nghe trẻ em nói tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Diễn đàn năm nay có sự tham gia của 100 học sinh nữ đến từ các trường Trung học phổ thông Gia Hội, Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân và trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú. Tại diễn đàn, các em đã có cơ hội thể hiện cách nhìn, suy nghĩ, nói lên những nguyện vọng, mong muốn chính đáng của mình về một môi trường sống lành mạnh và phát triển an toàn thông qua 3 phần thi gồm màn chào hỏi, kiến thức và đối thoại. Bằng hình thức sân khấu hóa, màn chào hỏi của các đội thi đã mang đến những phần biểu diễn ấn tượng, thể hiện cách ứng xử của các em đối với các vấn đề cấp thiết hiện nay, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến trẻ em gái. Dịp này, Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức trao 25 phần quà cho các học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn với trị giá mỗi suất là 1 triệu đồng. Tại thành phố Huế, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2 để tổng kết công tác hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2023, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã làm tốt các công tác như vận động các hội viên tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu vận tải của toàn xã hội, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền hướng dẫn hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật với 44 văn bản gửi các cơ quan chức năng. Trong năm, Hiệp hội đã kết nạp được 10 hội viên mới, trong đó có 7 hội viên là tổ chức, 3 hội viên cá nhân. Ngoài ra, Hiệp hội còn đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt các hiệp hội cơ sở, xây dựng hiệp hội ngày càng vững mạnh. Năm 2024, một số nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội là kết nạp thêm ít nhất 5 hội viên mới, tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền hướng dẫn hội viên thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, làm tốt chức năng cầu nối giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện nhiều hình thức và biện pháp để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đưa ra những dự báo về những khó khăn thuận lợi của ngành vận tải ô tô để các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Thưa quý vị và các bạn, từ các nguồn hỗ trợ, đặc biệt là nguồn vốn chính sách và nguồn xã hội hóa, trong mô hình sinh kế trong kinh doanh sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo việc làm mới là những giải pháp chủ chốt trong đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững của huyện Phú Vang, ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ khoảng 3 năm trở lại đây, khi có nhu cầu tìm giống gà thả vườn, nhiều người tìm đến trang trại gà giống của gia đình lão nông Nguyễn Vĩnh Tường tại xã Phú Gia, huyện Phú Vang. Là hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, con cái chưa có nghề nghiệp ổn định, ông Tường đã mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn chính sách của xã cũng như học hỏi thêm các kiến thức kinh nghiệm về chăn nuôi từ các buổi tập huấn do chính quyền xã tổ chức. Ông đã mạnh dạn đầu tư vào phát triển chăn nuôi gà. Từ nguồn vốn ít ỏi ban đầu với vài chục con gà giống, nay trang trại gà giống Cao Khanh của gia đình mỗi tháng xuất đi 1.000 con, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho cả gia đình từ 50 đến 70 triệu đồng một tháng. Cái trước tiên á, cái công việc á là nó phù hợp cho cái tuổi tác, đó là một, cho nên là cái đó là một cái thành quả nhất. Rồi bên cạnh đó khi cũng có cuộc sống hàng ngày thì cũng là đỡ vất vả, nói chung lao động nhẹ nhưng mà thành quả là nó cũng đạt. Tiếp cận được những nguồn vốn hỗ trợ, kết hợp học hỏi các kiến thức về chăn nuôi nhằm giảm thiểu rủi ro khi triển khai mô hình, đó cũng là cứu cánh giúp hàng chục hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo trên địa bàn xã Phú Gia nói riêng và huyện Phú Vang nói chung trong thời gian qua. Từ hai con bò giống được chính quyền địa phương hỗ trợ do có người con trai bị khuyết tật, hai vợ chồng bà Phạm Thị Thương đã mạnh dạn xây dựng chuồng trại, tìm kiếm các nguồn thức ăn hữu cơ ở khu vực lân cận. Sau khoảng hơn 3 năm, từ hai con bò giống qua hai lứa sinh sản,
Nay đàn bò ngày một tăng nhanh về số lượng, cho thu nhập khoảng từ 10 đến 12 triệu đồng một con khi đủ điều kiện xuất chuồng. Không phải là khi tê không có cái chi hết á, thì cũng không biết làm cái chi mà lo cho cháu. Nhưng mà giờ chưa là có chính sách được cho, thì mình có được một năm mình bán còn được một con, mình chi phí trong nhà. Khi mà về hỗ trợ cho bà con đa số thì các cái mô hình đều phát triển tốt, và có cái nhu cầu là nhiều gia đình là có tổ chức là vay vốn rồi sửa chữa chuồng trại cũng như là tham gia các cái lớp tập huấn rồi chăn nuôi. Về cái nhận thức của bà con hiện nay thì cũng đã được tăng lên trên tất cả các hộ cũng như là các hộ nghèo, và cái không còn cái tư tưởng là ỷ lại trông chờ vào nhà nước nữa. Năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, từ huyện, xã cho đến các cộng đồng dân cư, toàn huyện Phú Vang giảm 739 hộ nghèo, vượt 180 hộ chỉ tiêu so với tỉnh giao, kéo tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,25% còn 2,27%. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 4,9% xuống còn 3,85%. Mục tiêu kéo giảm hộ nghèo toàn tỉnh đến năm 2025 xuống còn 2% đang là nhiệm vụ cấp thiết, khi đây là một trong những tiêu chí để Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Để đạt được mục tiêu này, các địa phương cần tiếp tục tăng cường nắm bắt từng hộ nghèo, từng cá nhân để tìm hiểu rõ nguyên nhân, đưa ra những khảo sát đánh giá, từ đó có những giải pháp cụ thể căn cơ hơn trong kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Để cái chương trình giảm nghèo trên địa bàn Phú Vang trong năm đến và những năm tiếp theo để đạt những hiệu quả cao hơn nữa, huyện Phú Vang năm 2024 sẽ tập trung một số cái giải pháp trung tâm như sau: là tăng cường cái sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, đẩy mạnh tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động trong cái chương trình giảm nghèo. Chương trình giảm nghèo phải gắn liền với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng cường công tác tập huấn nhằm nâng cao cái năng lực giám sát và thường xuyên tổ chức đánh giá cái kết quả hiệu quả của chương trình giảm nghèo. Thách thức lớn nhất hiện nay trong giảm nghèo bền vững đó là bên cạnh các hộ nghèo mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế hoặc đi làm ăn xa, vẫn còn một bộ phận người dân trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước. Thời gian tới, ngoài tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, chính quyền địa phương cùng các cấp ngành cần tiếp tục quan tâm đến công tác định hướng nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm, cho thu nhập ổn định, từng bước hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần giúp Thừa Thiên Huế hoàn thành mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý. Sau khi ghi nhận góp ý của các bộ ngành địa phương, Bộ Giao thông Vận tải đã rút đề xuất hạ tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành lái xe từ bằng trung cấp xuống tốt nghiệp cấp 3, do việc hạ chuẩn này trái luật. Trước đó, tại dự thảo lấy ý kiến hồi tháng 8-9 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất hạ chuẩn của giáo viên dạy lái xe. Cụ thể, với giáo viên dạy lý thuyết vẫn yêu cầu bằng trung cấp, riêng giáo viên dạy thực hành lái xe chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 trở lên, kèm điều kiện có giấy phép lái xe tương ứng thời hạn từ 5 năm trở lên, lái xe an toàn từ 50.000 km trở lên, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe do Sở Giao thông Vận tải địa phương cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lưu ý thực hiện một số nội dung trong công tác giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa. Các sở giáo dục cần nâng cao hiệu quả phối hợp của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục với các sở ngành liên quan, các tổ chức cá nhân trong việc quản lý hoạt động này. Từ việc cấp phép hoạt động cho đến việc thanh tra, kiểm tra và đánh giá thường kỳ, đột xuất hàng năm đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị có hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục quản lý chặt chẽ các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa về địa điểm tổ chức, chất lượng giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên, đồng thời đảm bảo tổ chức giảng dạy đúng giáo trình, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc không yêu cầu công dân nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hiện nay, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế không còn thủ tục hành chính nào quy định về việc cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã hoàn thành việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo phục vụ việc tra cứu, đối soát thông tin của công dân và hướng dẫn triển khai thực hiện.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố có trách nhiệm công khai văn bản này trên cổng thông tin của Bảo hiểm xã hội địa phương và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính để thông tin rộng rãi, tạo thuận lợi, đem tới sự hài lòng cho công dân. Thưa quý vị và các bạn, một tuyến đường chỉ dài hơn 500 mét nhưng triển khai gần 3 năm vẫn chưa hoàn thành. Đây là câu chuyện diễn ra tại phường Hương Hồ, thành phố Huế. Dù thời gian qua, chính quyền các cấp cùng các cơ quan liên quan đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhưng đến nay dự án vẫn đứng yên do nhiều hộ dân chưa đồng thuận với phương án đền bù. Phản ánh của phóng viên thời sự. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hoàn trả đường 12B Long Hồ, đoạn tuyến từ km 8+000 đến km 8+570 với tổng mức đầu tư gần 7,7 tỷ đồng. Toàn bộ phần xây lắp công trình được Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Hương Trà tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xây dựng môi trường đô thị An Nhiên. Thời gian thi công trong 24 tháng kể từ ngày khởi công. Mục tiêu của dự án là hoàn trả lại tuyến đường 12B do hướng tuyến cũ đi qua phạm vi dự án khu du lịch Huế Paris Factory, qua đó đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ cho việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, sau 3 năm triển khai, dự án vẫn còn dang dở, chưa thể hoàn thành. Trong quá trình thi công thì nhà thầu cũng đã thi công được một số hạng mục như là bóc phông hóa và thi công được đổ đất được hơn 300 mét, trên tổng chiều dài là hơn 600 mét. Thì trong quá trình thi công thì có một số hộ dân là sau khi cưỡng chế là ra cản trở đơn vị thi công, không cho đơn vị thi công có thể triển khai cả hạng mục còn lại được. Công trình này là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố bắt đầu là khởi công là từ ngày 21 tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên khi mà triển khai thi công thì một số hộ gia đình là chưa đồng ý và để cho bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án thành phố, và đến chính thức là đến 15 tháng 3 năm 2023 thì công trình là phải dừng hẳn. Là vì lý do là một số hộ là chưa đồng ý cho nên là đã ảnh hưởng đến cái vấn đề triển khai thi công của nhà thầu. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Hương Hồ cho biết, dự án hoàn trả tuyến 12B trên địa bàn phường Hương Hồ thi công đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, đã khiến nhiều người dân bức xúc. Nguyên nhân khiến tuyến đường chưa hoàn thành là do có một số hộ dân nằm trong diện giải tỏa mặt bằng nhưng không thống nhất nhận tiền hỗ trợ đền bù, mặc dù đã áp giá đền bù theo quy định của nhà nước. Quá trình mà công tác tuyên truyền vận động người dân á, thì đối với địa phương về các thủ tục, các quy trình thì địa phương cũng đã tham mưu với các ngành, các cấp trong quá trình là xác nhận hồ sơ và thực hiện các quy trình theo đúng quy định. Về công tác vận động người dân thì đối với đảng ủy, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền, rồi đối thoại, rồi rất là nhiều lần gặp gỡ các hộ dân để vận động người dân. Nhưng mà hiện nay người dân vẫn là chưa chấp hành vấn đề bàn giao mặt bằng. Thì trong thời gian tới thì để cho cái tuyến đường nó sớm triển khai và để đưa vào hoạt động á, thì tôi cũng kiến nghị các cấp ngành tiếp tục là có các cái giải pháp để mà chúng ta triển khai thực hiện để tuyến đường này sớm đưa vào hoạt động, phục vụ đi lại cho bà con nhân dân. Dự án hoàn trả tuyến đường 12B trên địa bàn phường Hương Hồ sau khi được hoàn thành không chỉ hoàn thiện mạng lưới quy hoạch mà còn góp phần phát triển du lịch cho địa phương nói chung và thành phố Huế nói riêng. Việc dự án không thể hoàn thành và đi vào sử dụng trong một thời gian dài không chỉ gây lãng phí mà về lâu dài còn ảnh hưởng đến quy hoạch, hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Liên quan đến vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án, phóng viên sẽ thông tin chi tiết trong các bản tin thời sự tiếp theo. Phần cuối chương trình về các thông tin đáng chú ý. Ban Quản lý Dự án Huế Đô thị Giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam cùng với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, WWF Việt Nam, tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án Huế Đô thị Giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam năm 2023. Khởi động từ năm 2021 đến nay, dự án Huế Đô thị Giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam đã và đang góp phần vào mục tiêu giảm 30% lượng thất thoát rác nhựa vào năm 2024 của thành phố. Trong năm 2023, dự án đã thành lập mạng lưới đối tác công tư, hành động giảm thiểu rác thải nhựa và thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan chính của khu vực tư nhân và công cộng trong triển khai kế hoạch hành động đô thị giảm nhựa. Hiện nay, dự án đã và đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế triển khai chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn bộ 36 trên 36 phường xã, song song với đẩy mạnh vệ sinh môi trường, xóa bỏ các điểm nóng ô nhiễm và triển khai các mô hình gia tăng tỷ lệ tái chế rác hữu cơ. Kết quả, các hoạt động thu gom được 2.481 tấn rác thải, trong đó có hơn 287 tấn rác nhựa,
6,7 tấn rác nhựa được tái chế. Dự án đã tài trợ thành phố lắp đặt tổng cộng 295 bộ thùng lưu trữ rác nhằm hỗ trợ người dân tham gia phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa thất thoát. Ngoài ra, dự án còn lắp đặt 88 camera giám sát tại 17 phường xã trên địa bàn, được kết nối đồng bộ với hệ thống camera của Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh, nhằm hạn chế tình trạng người dân xả rác, phân loại rác không đúng quy định. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá kết quả thực hiện dự án trong năm 2023 cũng như phương hướng triển khai trong năm 2024 và định hướng triển khai hoạt động phân loại rác tại nguồn với kỳ vọng sẽ thực hiện tốt hơn các hoạt động giảm nhựa cho thành phố, hướng đến việc xây dựng Huế trở thành đô thị giảm nhựa vào năm 2024. Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm và tặng quà các hộ tiểu thương bị ảnh hưởng do cháy chợ Khe Tre. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi động viên và mong bà con tiểu thương chợ Khe Tre với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng sớm khắc phục hậu quả, chuẩn bị hàng hóa để trở lại kinh doanh buôn bán. Đoàn đã trao tặng 332 hộ tiểu thương bị ảnh hưởng do cháy chợ một suất quà gồm tiền mặt, gạo và mì tôm. Được biết, đến ngày 8 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Đông đã tiếp nhận được số tiền hỗ trợ cho bà con tiểu thương bị ảnh hưởng do cháy chợ Khe Tre gần 1,2 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm hình thành và đi vào hoạt động, nhưng đến nay, Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung vẫn chưa có một địa điểm và không gian trưng bày giới thiệu mẫu vật đúng nghĩa. Đây không chỉ là khó khăn của bảo tàng này mà là tình trạng chung của nhiều bảo tàng trên địa bàn tỉnh. Ngoài một số phòng được cải tạo làm không gian trưng bày, tận dụng hành lang, mọi ngóc ngách tầng 2 của chi cục đo lường chất lượng để biến thành nơi trưng bày mẫu vật. Điều này khiến cho việc tiếp đón các đoàn khách với số lượng lớn đến tham quan tìm hiểu và nghiên cứu gặp rất nhiều khó khăn và hạn chế. Khi tham quan Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung thì ở đây có rất nhiều mẫu vật về khoáng sản, về địa chất, về động thực vật rất phong phú và đa dạng và rất là quý hiếm. Tuy nhiên thì tôi lấy làm tiếc là bởi vì với những cái lượng mẫu vật rất là lớn và không gian hơi nhỏ hẹp, người tham quan có thể sẽ chưa thấy được hết tất cả những cái sự đa dạng và phong phú của những cái khoáng sản, những cái nguồn tài nguyên về thực vật, động vật và các sinh vật khác. Sau hơn 10 năm nỗ lực sưu tập, đến nay Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung sở hữu được bộ mẫu vật rất phong phú, đa dạng với hơn 4.500 mẫu vật gồm nhiều chủng loài, mang tính khoa học, cùng thẩm mỹ cao và giá trị thiên nhiên mang lại cho đời sống. Trong đó có không ít mẫu vật quý hiếm như mẫu vật voi, hổ, sao la, treo treo Nam Dương, vọc cha vả chân xám, v.v. Qua buổi tham quan ngày hôm nay, là một học sinh thì em đã giúp em nhận hiểu biết, thấy được những mẫu vật về các động vật, những loài động vật quý hiếm được đưa vào sách đỏ, thấy được những khoáng sản, những loài đất đá quý ở tỉnh Thừa Thiên Huế và những tỉnh thành khác trên đất nước Việt Nam. Từ đó giúp em có thêm tình yêu về môn sinh học, môn địa lý để cho em được mở rộng thêm kiến thức. Em thấy rất là hào hứng và sau khi đi là em cũng đã học hỏi được nhiều thứ như là cấu tạo và các bộ giáp và các loài động vật quý hiếm cũng như là các loài thủy sinh vật và có rất nhiều là nhiều cái tiểu bảng về nấm và là bướm. Qua đó là thấy được ở miền Trung chúng ta là có cái độ đa dạng sinh học rất là lớn. Vì vậy là em cũng có thể tận dụng những cái thưởng kiến thức này để vào việc học tập của mình cũng như là tuyên truyền đến mọi người là hãy bảo vệ những cái loài động vật quý hiếm vì chúng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Từ đầu năm đến nay, bảo tàng đã đón tiếp hơn 1.400 lượt khách đến tham quan tìm hiểu và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên với không gian trưng bày hạn chế nên mỗi lần tiếp đón không quá 50 người. Thì bảo tàng có thể đón tiếp các em học sinh từ đầu năm đến nay với một số lượng cũng là tăng lên đáng kể. Nhưng mỗi lần đón thì chúng tôi chỉ có thể đón là 50 em trở xuống bởi vì cái không gian nó không đáp ứng được cái mong muốn. Chính vì vậy mà trong thời gian đến, chúng tôi cũng rất mong muốn các ngành và các cấp có thể quan tâm để cho bảo tàng có được một cái nơi để có thể trưng bày được cả cái bộ sưu tập mẫu vật, đón tiếp các em cũng như các nhà khoa học để nghiên cứu sâu hơn các cái bộ mẫu vật của bảo tàng. Ngoài chật vật về không gian trưng bày mẫu vật thì hiện nay tổ chức bộ máy cán bộ nhân viên của Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung vẫn còn thiếu.
nguồn vốn đầu tư xây dựng mới bảo tàng, cơ chế phối hợp trong hoạt động thu thập mẫu vật cũng như chính sách về tài chính để xây dựng và phát triển bảo tàng còn nhiều khó khăn, bất cập, chưa hoàn thiện. Xây dựng kho mẫu vật và cả công trình phụ trợ chưa được triển khai, mặc dù đề án phát triển bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.